thôi tao hỏi mày mấy mấy người thôi tao mày tao ăn xong được đấy anh cho hai đứa này thì tao nhịn à tao mày nhịn à anh em mình đàn ông nhường nó thôi ăn đi ăn nhường nó thôi nó mệt thì thôi không ấy được để vào để vào ăn thế nào. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cả clip tiếp theo của mình. Đấy mọi người ạ, thì sự việc của Tuyển Diễm thì anh em cũng biết là đang hiện tại là đang như nào rồi. Đấy, thì cũng có rất nhiều anh em cũng đang gọi là nhớ Diễm và Tuyển anh em ạ. Có bảo là anh ơi sao anh chị không quay video, bây giờ công việc thì thường ngày là của Tuyển cả của Diễm mà vẫn phải live stream. Mà live stream ở trên Facebook của cho live stream trên Bigo là để công việc của mình nên là bắt buộc là phải vẫn phải làm anh em ạ. Bề ngoài là tỏ ra là cười cười nói lói nhưng bên trong nội tâm của nó là buồn lắm anh em ạ. Đấy thì mình quyết định hôm nay vừa đấy mà bây giờ đang buổi trưa thì vừa đấy là mình có ra quán về thì Tuyền này hiện tại đang ở quán anh em ạ, đến gần đến giờ trưa rồi không biết là trưa nay nó có về ăn cơm hay không. Thì bây giờ mình muốn về để mình quay gọi là tình hình của Diễm để xem gọi là biến triển hay chưa, hay là về cái con người Diễm sẽ cho mọi người xem là hiện tại Diễm là như nào như thế. Thì hiện tại có Ngọc đang đây hả? Ngọc thì lúc nào vậy? Nói thật nói sự mọi người là tay Ngọc hiện tại là vẫn chưa khỏe và vẫn chưa hoạt động được anh em ạ. Vẫn yếu lắm nên là chỉ làm mình biết mình nhẹ thôi. Đấy. À, có lợi chưa? Tao quay video mày gặp mày chào phải gặp anh em đây phải chào anh em chứ. Chào đi. Chào anh em, mình vào đổ cất cho con tu xong thì mình luôn đó mọi người ạ. Có nghĩa là, đây là anh em ạ, nhìn này. Đây này, đây con này, cái con tu này. Hả? Đấy, để nó đây. Cái con này là từ lúc mình mang về là cứ xích nó là nó dỗi anh em ạ, dỗi kiểu là ỉa đái bậy, nó ỉa bậy linh tinh lắm. Mà lúc mình mà mình tháo ra ấy là ấy nó lại nghịch kìa. Mà lúc mình tháo ra nó không mơ ỉa đâu. Nào. Con này cái đéo cũng cắn được. Trông nó bé bé con con đâu, tay mò dài lắm, tay khều dài lắm. Dỗi. Đấy. Nhẹ. Đấy, thì bây giờ mình cứ riêng rồi, bây giờ mình sẽ vào quay cho anh em xem. Diễm ơi. À đây. Không biết. Tưởng không nấu cơm à? Vừa nấu xong. Vừa nấu xong á? Mẹ mặt mày lúc nào mẹ trông chán, sự sống chán đấy nhỉ? Bảo mày, dạ mày yêu đời lên, bây giờ Ngọc về rồi. Bây giờ Ngọc về, nó có Ngọc an ủi tinh thần rồi mà vẫn cứ đâu vào đấy à? Giờ cũng cười, em vẫn cười đấy. Cơm nước nấu xong chưa? Xong hết rồi. Nấu xong rồi? Nước làm nào? Bố ra xây chưa về à? Vì về đây tao cũng đang quay video tao cho anh em xem cái tình trạng mày đây. Anh em hỏi nhiều phải cứt ra mày. Bây giờ hỏi đi thôi, hoặc tao biết hỏi mày coi như là tao là cái thằng ở giữa là lúc nào cũng nhận được các cuộc gọi bảo anh ơi chị Diễm và anh Tuyền như nào rồi. Giận thì chúng mày giận vừa đi mẹ cái lý do. Và đến tận giờ tao còn chưa biết cái lý do gì. Mà tao hỏi mày nhá, thế thằng yêu cũ mày liên quan gì mà mày phải ra mình thắp hương nó, sinh nhật nó à? Ai nhỉ? Hôm nay ngày sinh nhật nó hay ngày rỗ nó? À, ngày mất nó. Đừng có hỏi nữa. Hỏi em mà lại cáu ấy. Biết thì hỏi, bây giờ anh em cũng đang tò mò, anh em cũng đang gọi là muốn biết cái lý do thực hư câu chuyện như thế nào. Tao hỏi Tuyền nó cũng không nói, hỏi mày cũng không nói. Thế bây giờ tao biết làm là thôi anh hỏi một lần thôi, hỏi một người không nói thì thôi. Hỏi em hỏi gì ạ? Hỏi em thì em biết không? Em biết. Như nào? Nó mình đói rồi thế. Dạy. Nói mày cứ không nói đây, thật mày cứ càng như này thì không bao giờ mà giải quyết được vấn đề đâu. May ra việc mày nói ra thì anh còn giải quyết được cho mày. Không nói thôi. Đi. Chơi đi. Chơi. Chơi không? Đi ra đây. Này. À. Thôi anh em ạ. Thôi nói chung là tính nó về nguy cơ là mình bố mình không biết là tính về sớm hay không, nhưng mà đợi một lúc nữa xem bố mình có về không. Bố mình về phát là mình phải mách bố anh em ạ, mách bố về cái sự việc của nó cả Tuyển. Chứ bây giờ mình nói không được thì bố mình người lớn chắc chắn là nói thì có thể là nó nghe đấy, nghe thôi. Nhưng mà chỉ sợ là hôm nay bố mình bận làm ở ngoài kia không về được, ăn muộn thì tí mình phải ăn sớm anh em ạ. Lớn rồi còn chơi trò mách bố à? Ồ, bây giờ mình phải mách chứ, bây giờ nhiều lúc là mình trước mà mình mách cái chuyện trẻ con đúng không? Bây giờ mình mách cái chuyện người lớn. Hai người vợ đánh nó xong nó khai sắp
Rồi anh, ok anh em, tính ra bố mình về mình sẽ quay anh em xem tiếp nhé. Để cũng chia đôi lứa rồi. Mày lại trêu người con khỉ quá. Đây là con nghiệt xúc anh Tại quay cho mình. Mình đùa phải nghiệt xúc mà con yên Tại. Các bạn biết đâu, bây giờ đi ngủ nhá là cứ cho con này để nó làm trên người thôi, xong rồi ôm. Đến lúc vào chuồng rồi thì nó kêu tứ tung lên. Đi đâu ấy mà mang tiếng nuôi nói nhá. Chiều nó lắc theo mỗi mình Tại thôi, nhưng mà mình là người đổ cứt. Đổ cứt, đổ nước đá là người cho nó ăn. Mày cứ từ từ nó cho ăn. Xong rồi là người cho nó ăn uống các thứ, xong rồi tất cả đều là mình, nhưng mà nó không theo mình. Cả cái nhà nó chỉ đối xử tệ bạc mỗi mình, nó cắn mỗi mình thôi. Anh Tại nó không cắn mà cắn mỗi mình. Đây Xuân ơi, đây bạn ơi, đây người thấy chưa, con cưng nòi của bố đấy. Này Xuân ơi, Xuân coi mình đánh anh Tại ra còn nó còn định sống nó cắn mình cơ, ghê gớm thế cơ mà đúng là hai thằng bẩn đó với nhau khác. Con đang bẩn chồng bố, con bẩn nó rượu lao mà chả say, gái nào mà chả gái hay ghét chồng. Im để anh chiêu á. Canh không cho là ăn luôn canh đây. Hồi lại thêm một con súc vật nữa, nhà mẹ một con đã nuôi đã mệt rồi, thêm hai con nhìn súc rồi về nuôi. Không có gì ăn cho nó ăn, nó cắn nái rồi. Tại ôi Tại nó vừa sờ đít xem đây. Mày thấy chưa, mà con hỉ này tập tính của nó là chỉ có ăn với cả móc mũi thôi mà thế. Tại nó không biết gì là Tại vừa đầu con hỉ tôi hẳn lên mồm hay Tại bẩn như nào ấy, rất là bẩn chứ không phải là bẩn. Đây, đây, đây. Em đây, tắm mồm, tắm mồm. Ôi, ôi. Đổ mồm, đổ mồm. Ôi, sợ quá anh ơi. Ui, lòng vừa rửa xong. Tắm mồm, tắm mồm. Say dở rồi. Người ta này coi như bỏ. Mẹ mày. Xong, hứa đấy. Mẹ bực quá. Ngược đã kỳ. Có thì tắm này lại sạch ấy. Đây tắm rồi, tắm này nó sạch. Cứ chạy lòng vòng kéo ai ôm được. Thế cho sạch chứ người nó bẩn lắm anh em ạ. Nước khá nước, khá nước à? Anh kiểu vật nhỏ nhỏ, anh vật nhỏ nhỏ thôi. Đấy, uống. Ai uống phê. Sai rồi, sai. Đây đây, ghê. Tôn này, đây uống đi. Tôn, ra đây. Uống đi. Rồi. Rồi. Chụm như con chuột đấy. Anh Tại sờ vào nó không cắn, nhưng mình sờ vào nó cắn ngay, mình chả dám sờ. Mình đấy, giờ đi. Nào, giờ đi. Em ơi, lấy cho anh cái khóa, cái dây đây anh cho ra ngoài cho hơi khô. Đổ nước là ăn. Đấy, cứ để đi. Lấy cho anh khóa đi, lấy cho anh khóa cả cái dây đi. Anh kệ vào đấy đi. Khóa ở đâu, dây đâu? Không biết. Con nọ có cái vụ việc săn mới đi thiến xong về, thế là bị con tu này cầm hòn rái. Đau đớn khổ. Săn đấy trai đi rồi bây giờ. Em mới hết dây, hết thiềm gái rồi. Em có biết là ai gửi em biết gửi đâu anh hỏi em. Ui giời ơi, ui, ăn đi vậy? Hôn đi rồi em bảo. Nó chịu rồi. Ăn quất. Đi ăn kia. Thế cả anh em là mình ghét nhất cái quả chanh quất cam bưởi. Nói chung là từ bé giờ là mình không bao giờ mình động vào mấy cái quả đấy anh em ạ. Hôn cả. Từ bé là im. Đánh cái mẹ lợn. Đấy, vừa nãy là bố mình có gọi điện về cho mình bảo là hôm nay không ăn cơm nhà anh em ạ. Đấy,
thì với Tuyền cũng có về rồi. Mùi kinh. Đấy thì Tuyền vừa cũng về rồi, bố mình có gọi điện cho mình bảo không ăn cơm nhà anh ạ. Thì bây giờ đến giờ ăn cơm rồi, đi vào kia ăn cơm nhá. Đi, phải đây. Em phải lấy sắp khóc. Đi vào đây. Rồi đừng ai tên nó đâu, vậy gãy lần nữa bây giờ. Cái này là đâu, cái này là bạn. Ngon. Ngon đấy. Gió lùng này bàn tay như cánh hoa. Chuyện đâu Diễn? Anh ấy làm trong nhà ấy. Đi ra ăn cơm, dọn cơm ra đi. Ngọc giúp Diễn dọn cơm đi. Thế tao hỏi chúng mày thế bìa view không có chúng tao, không có tao nhà chúng mày ăn cơm cái gì? Em về từng bát ra một. Đấy thì bây giờ làm như thế đi. Không ăn ở nhà rồi. Làm đi, anh vào gọi tiền cho mà không nói không ra ăn cơm. Quan. Ăn một cặc. Hai. Nói đi thôi. Tiền ơi. Tiền. Úi dồi ôi cái thằng này. Những thằng ngủ quá giờ trưa đéo bao giờ giàu được đâu rồi chưa? Ra ngoài không? Mẹ ra ở quán ngủ rồi không về vào đây ngủ à? Nó anh ngồi hốc cơm em. Đấy rồi. Quay gì? Hả? Quay đời sống cho anh em xem chứ mẹ. Anh em cũng đang nhớ kìa. Không biết lý do để nó bầu bí nó bê nó ra. Lại. Sao hôm nay? Ô, thưa anh không phải chứ? Thưa anh đâu, lấy đây. Cái này còn gì? Hả? Ăn cái này thôi. Em mà em chỉ lâu thế. Ăn này cho nó bổ sung protein. Ăn đi. Ăn cơm nguội à? Có cơm nguội, ăn nốt cơm nguội còn nấu nhiều gì? Bố. Ô, thế còn thế là mâm cơm chiều thế này thôi. Hả? Mắm này thiêu ra bỏ đi. Hả? Thế nấu như này thì ăn như này. Thế bây giờ cậy bố không nhà phát là nấu cơm như này luôn đúng không? Tao để ý mày mấy hôm nay rồi đấy. Cơm mình cũng không nấu liền hồn à? Hôm nay tao mới có gì tao nói đấy. Mọi lần có bố tao không thèm nói đâu. Thôi ăn tạm hai quả trứng này cả cứ không được. Đây hai quả trứng cho hai đứa. Ăn trứng bộ trứng mỗi ăn mà. Thôi ra ngoài mày mấy người. Thôi không, tao mày tao ăn xong được đấy. Ăn cho hai đứa này. Thế tao nhịn à? Tao mày nhịn à? Đấy, anh em mình đàn ông nhường nó thôi ăn đi. Ăn nhường nó thôi, nó mệt thì thôi không ấy được. Kể vào. Kể vào. Ăn thế này ăn làm gì? Cơm này gọi cơm à? Mày nấu ăn kiểu gì à? Tao nói rồi, mày không nói tao không mở bỏ qua chuyện này đâu. Giờ thì ai sai đâu quan trọng. Dù sao cũng xa nhau mà. Trong tình yêu đừng hứa chi thân nhiều. Hứa thân nhiều để giờ đây tan như khói mây. Giờ thì ai sai đâu quan trọng. Dù sao cũng xa nhau mà. Trong tình yêu đừng hứa chi thật nhiều. Hứa thật nhiều để rồi xa nhau. Ở Ấn Độ người ta không có mà ăn đâu, ở đây thì để đạt có cơm này. À, anh làm gì đâu mà cả đĩa rau mà anh nhỉ? À. Thỉnh thoảng ăn này, không biết sao ăn làm gì thịt nhiều cho nó. Chuyện. Mày bắt. Cái gì trong đó giờ anh em muốn thử cái chứ. Còn như lời xưa nhịn nói. Khéo mày xanh cái mồm với mẹ nó hết. Đừng ngu rồi. Mẹ nó hết, đừng mẹ bắt đua này thì còn hốc vào mồm mà. Anh cũng dọn không dọn lắm. Ít ra là mình cũng phải lau lau cái này cho mồm. Mọi người dọn nhanh lên đi, bố về bố thấy bố mắng ấy.